đây luôn. Của lớn trái với mặt trời thôi, của nhỏ là bị nó trái nó thiệt ngon thiệt mà nó không có tha, lát sắt cái mình dậm vô nữa là nó không bị khói là vậy đó. Của lớn thì đó, để ý cái của lớn rồi đây.